Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đảng ủy quân sự huyện Mường Trà lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Mường Trà giảm nghèo từ thay đổi nhận thức. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đến việc thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm qua, Đảng ủy quân sự huyện Mường Trà luôn quan tâm thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó góp phần ổn định về tổ chức, chính trị, tư tưởng cho mỗi cán bộ đảng viên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Thời gian qua, Đảng ủy quân sự huyện Mường Trà đã chỉ đạo đơn vị tổ chức quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Các chỉ thị, kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên đều được cụ thể hóa bằng hành động, sát đúng với tình hình thực tiễn. Lấy đó làm cơ sở để chủ động làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương. Lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ. Đảng ủy quân huyện đã quán triệt, nắm vững nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Bộ Chính trị tỉnh, của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành tốt. Nổi bật đó là chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo triển khai sâu rộng công tác quân sự quốc phòng địa phương, phối hợp để nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình biên giới. Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, Đảng ủy quân sự huyện Mường Trà tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và nâng cao năng lực lãnh đạo trong mọi hoạt động. Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. 100% đảng viên được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Quán triệt cái mệnh lệnh huấn luyện của tư lệnh quân khu và kế hoạch công tác quốc phòng quân sự địa phương của Ủy ban dân tỉnh, Ủy ban dân huyện. Để đối với ban huyện đã tổ chức quán triệt nghiêm túc cái nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Đồng thời là đã phối hợp với các lực lượng tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành các cái chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Chỉ đạo các lực lượng huấn luyện bảo đảm theo kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu giao. Nét nổi bật là Đảng ủy quân sự huyện Mường Trà làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Củng cố 25 trên 25 cơ sở dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng hoạt động 12 ban chỉ huy quân sự xã thị trấn, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực, phục vụ tại khu vực cách ly của huyện. Phối hợp thực hiện đúng chính sách hậu phương quân đội, triển khai hiệu quả các chế độ chính sách theo quyết định 49, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ. Thiết kế xây dựng 3 ngôi nhà cho 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 60 triệu đồng. Rất khó khăn làm hỗ trợ một ngôi nhà rất sáng sủa, cũng có chỗ ăn chỗ ở rất đẹp đẽ, rất thoải mái, cũng thấy phấn khởi lắm. Đảng ủy quân sự huyện Mường Trà đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ và phong trào thi đua quyết thắng. Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy quân sự huyện quy định 100% cán bộ đảng viên trong đơn vị phải có bản đăng ký phấn đấu, học tập, rèn luyện với những việc làm và tiêu chí cụ thể, cũng như các tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đánh giá, 100% cán bộ, chỉ huy trong đơn vị có trách nhiệm cao trong công tác, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực khá trở lên.
đối với đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng công tác huấn luyện cho các đối tượng và công tác tuyển quân năm 2021 được nâng lên, thực hiện tốt công tác quản lý, rèn kỷ luật, xây dựng chính quy trong đơn vị, bảo đảm tốt công tác hậu cần, công tác kỹ thuật, công tác tài chính cho các nhiệm vụ nội bộ cơ quan đơn vị, hoàn đoàn kết thống nhất, cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng và đối với đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Đảng ủy quân sự huyện Mường Trà tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời tập trung tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua công cuộc phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo ở huyện Mường Trà đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Có được kết quả đó, ngoài sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, thì cấp ủy chính quyền địa phương đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, khơi gợi ý chí, nghị lực thoát nghèo trong nhân dân, nhất là xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Gia đình chị Lò Thị Xuyên, bản Pom Cải, xã Mường Tùng, huyện Mường Trà, trước đây là hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Chị Xuyên đã gây dựng cuộc sống ấm no từ đôi bàn tay trắng. Chị tâm sự, nếu mình có quyết tâm, có nghị lực thì không gì là không thể làm được. Bản thân mình không tự cố gắng, không thoát khỏi ý nghĩ, trông chờ, ỷ lại thì rất khó để xóa đói giảm nghèo. Nói là làm. Từ điều kiện thực tiễn địa phương, chị Xuyên đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 50 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, mua con giống về chăn nuôi. Ngoài tham khảo việc chăn nuôi từ sách báo, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo từ các mô hình phát triển trong và ngoài huyện, chị Xuyên còn tích cực tham gia các lớp học nghề về chăn nuôi, phòng bệnh cho đàn vật nuôi do huyện, xã tổ chức. Với bản tính cần cù sáng tạo, biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đến nay đàn vật nuôi của gia đình chị Xuyên sinh trưởng và phát triển ổn định. Với hơn 100 con lợn thịt, kết hợp cùng ao nuôi cá mang lại nguồn thu nhập trên 150 triệu đồng một năm. Gia đình chị Xuyên trở thành những hộ đầu tiên của xã Mường Tùng thoát nghèo vào năm 2017. Trước đây thì là chị em là phụ nữ bản Pom Cải thì là cũng tuyên truyền về mô hình chăn nuôi, thì là gia đình tôi thì cũng áp dụng theo kỹ thuật của chị em và học hỏi nhau những kinh nghiệm nào mà tốt thì là mình học được từ cái kỹ thuật, xong là bây giờ gia đình tôi thì cũng vươn lên là khá giả mà cũng nâng đỡ cho các cháu đi học. Thì từ trước đến nay thì là chị gia đình tôi thì cũng áp dụng theo kỹ thuật của chị em phụ nữ bản Pom Cải, và gia đình tôi thì cũng cảm ơn chị em phụ nữ bản Pom Cải và cảm ơn nhất là ủy ban xã Mường Tùng đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi. Anh Hạng, giảng của bản Trung Dình, xã Hồi Lèng, huyện Mường Trà, từ chỗ chỉ biết canh tác thủ công với các loại cây trồng truyền thống như lúa, ngô, khoai. Năm 2010, anh của đã cải tạo hơn 3 hectare đất hoang hóa, bạc màu nhiều năm để trồng cây cánh kiến. Anh của chia sẻ, gia đình tôi đã cải tạo đất nương, trồng hơn 3 hectare cây cánh kiến. Được tham gia các lớp học nghề, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, kiểm tra, theo dõi sát sao nên cây cánh kiến sau khi trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nên sinh trưởng và phát triển tốt. Hàng năm cây cánh kiến cho thu nhập từ 60 đến 80 triệu đồng. Ngoài mở cửa thoát nghèo từ cây cánh kiến, gia đình anh của còn tích cực xây dựng chuồng trại, phát triển mô hình VAC. Với tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, đến nay đàn vật nuôi phát triển tốt với gần 20 con lợn, hàng trăm con gia cầm. Mỗi năm mang lại thêm nguồn thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng. Bây giờ người dân ở bản này là cũng là tập trung vào công tác bảo vệ rừng này, chủ yếu là trồng cây kiến. Vừa cây kiến này thì sẽ thu lợi nhuận rất là cao. Đấy, thì người dân là mỗi gia đình cũng phải trồng, có nhà thì trồng nhiều, có nhà thì cũng trồng ít, nhưng mà tiến tới cũng tiếp tục trồng thêm.
thì nó xóa đỡ được giảm nghèo này, vừa bảo vệ được môi trường rừng này. Đấy. Xóa đói giảm nghèo là công cuộc lâu dài đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía, nhưng mấu chốt chính là người nghèo phải có quyết tâm thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại. Vì thế, để giúp người nghèo, hộ nghèo tự vươn lên, trên cơ sở các chương trình dự án hỗ trợ, huyện Mường Trà đã mở các lớp dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân. Tôi cũng được lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cử tôi đến chỉ đạo hướng dẫn, cầm tay chỉ việc đến bà con nông dân trong quá trình thực hiện mô hình. Thì, tôi đã bám sát địa bàn để theo dõi bà con làm mô hình từ khâu làm đất cho đến khâu đến thời điểm hiện tại đã đến giai đoạn là hội thảo mô hình. Đấy thì năng suất lúa là cũng đạt khá cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình đến các bản lân cận, cái dần cải tiến sử dụng cái giống mới để phù hợp với địa phương và có năng suất cao, tăng năng suất cho bà con và dần dần thay đổi cái tập quán cái tắt là hậu của bà con nông dân. Năm 2020, từ nguồn vốn chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo, huyện Mường Trà đã đầu tư 28 công trình mới, tiếp chi 49 công trình cũ như giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi. Thực hiện hỗ trợ trực tiếp 244 con trâu bò sinh sản cho người dân và một mô hình chăn nuôi gà tại xã Xá Tổng. Cái giải pháp là đang thực hiện là về các cái giống cây trồng và nuôi trong về nông thôn mới, cũng như là đầu tư các cái đường đi vào các cái thôn ngõ xóm của các thôn bản, như vậy là từng bước để mà thực hiện được những cái tiêu chí của nông thôn mới. Để từng bước thay đổi nhận thức của người dân, huyện Mường Trà đã chú trọng xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động, đồng thời chú trọng triển khai thí điểm các mô hình mới, cách làm sáng tạo, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật và tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, để đầu tư phát triển kinh tế, xuất khẩu lao động. Huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo. Khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, tự trọng của người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo để phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Có như vậy, mục tiêu giảm nghèo bền vững, hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đạt được theo lộ trình đề ra. Chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.